Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết tại thành phố Hải Phòng nhiệt độ tăng nhẹ từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng từ 15 đến 20 độ, cảm giác không còn rét buốt vào trưa chiều khi trời hứng nắng. Dự báo sang ngày mai và những ngày tiếp theo tại hầu khắp các khu vực trên địa bàn thành phố sẽ có chung một hình thái thời tiết là không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét, nhiệt độ quay ngưỡng từ 16 đến 20 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Tại các vùng trên cả nước, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, trời rét. Riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ trong khoảng từ 15 đến 22 độ. Khu vực Tây Bắc nhiệt độ canh ngưỡng từ 24 đến 26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình đêm có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ quanh ngưỡng từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Lượng mưa đo được từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Lượng mưa từ Bình Định đến Bình Thuận là từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, dự phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Thưa quý vị, hiện nay ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển phía Tây, huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Quý vị và các bạn thân mến, với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá vẻ đẹp miền Sơn Cước thì y Tý sẽ là một điểm đến thú vị vào thời điểm này. Những cung đường uốn lượn sức hút đại ngàn đám say, biển mây tựa thiên đường, nơi đây sẽ làm nên những cảm xúc thật tuyệt vời trong chuyến hành trình này. Còn bây giờ, theo thường lệ cuối bản tin sẽ là thông tin thời tiết 3 ngày tiếp theo tại thành phố Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.